Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu kể chuyện con qua đời vì ung thư máu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu là giám khảo khách mời, tuy vậy bà không nhận xét về tiết mục Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long của thí sinh Mai Xuân Thi. Bà cho rằng các giám khảo chỉnh đi xuyên suốt được thí sinh học đòi nên nhận xét. Bà chỉ chia sẻ chuyện ngoại lệ. Khi biết hoàn cảnh bệnh tật của thí sinh là con gái của nghệ sĩ Tránh Linh, bà nhớ đến con vì đã mất ung thư. Nghệ sĩ nhân dân ông Mai Thi bày tỏ đồng cảm. Câu chuyện của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu khiến cho khán giả có mặt ở trường quay nguyện ngào. Giám khảo Minh Lý cho biết anh bất ngờ khi biết về nỗi đau của Mà Giàu. Anh thích nụ cười sáng sỡ là qua yêu đời của Mai Xuân Thi. Mai Xuân Thi phát hiện bị bệnh ung thư ngực cách đây 2 năm, hoàn cảnh khó khăn, gia đình cô vẫn tiếp tục chống chọi với căn bệnh. Vì đam mê ca hát, tóc của ca sĩ đã rụng gần hết đến xa trị khiến cô phải đổi tóc giả. Đêm thi thứ 5, cô hòa thân vào hình ảnh cô gái miền Tây trong bài hát Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long. Trong tập này, Lương Bằng Quang đoạt giải nhất với Tuân Khốc Sáng Em Lụa Là, nói về hình ảnh chiếc áo dài bày tượng cho vẻ đẹp của đất nước. Có sự nghiệp cuộc đời lừng lẫy đầy nghĩa tình, nhưng ít ai biết nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu phải chịu đựng những nỗi đau như thế. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu và người chồng đầu tiên có cùng nhau một người con đặt tên là Ngọc Hân. Ở tuổi hoàn niên, nếu Ngọc Sầu nắm giữ hào quang thì con gái của cô lại bị tước đi mạng sống bởi bệnh ung thư máu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu trầm ngâm đếm, nếu bây giờ còn sống chắc nó cũng 47-48 tuổi rồi. Cô kể, Hân đang đi thi lớp 7 thì bị xỉu, bác sĩ nói bị ung thư máu thì 1 tuần sau là chết. Nghệ sĩ nhân dân lừng lẫy đã thuật lại cuộc trò chuyện cuối cùng với con gái trước khi mất. Ai nữ của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu không xưng mẹ con mà xưng tên với mẹ và nói. Hân nói cho Ngọc Sầu nghe, sao đừng có buồn, sao buồn là Hân đi không đành. Hôm nay là ngày mấy rồi Sầu, Hân nói mùng 8 Hân đi, Sầu giữ đem xác Hân về. Như một lời tiên đoán trước, quả đúng như thế, người con gái đầu lòng của nữ nghệ sĩ đã mất đúng ngày mình nói, tâm tình cùng Trần Thành, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu nói, mà cam đoan là người khác đã nói, chứ không phải con gái má nữa. Kể từ cái chết của con, nghệ sĩ Ngọc Sầu bỏ hát và đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng suốt 5 tháng trời. Người mẹ ấy đi nhặt những mảnh đời trong bóng tối để chiêm nghiệm sự vô thường của cuộc sống. Con gái dạy mà hiểu chuyện hơn ngày xưa, gấp 100 lần, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu thỏ thẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.